Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Ngày hôm qua thì bản tiếng Anh đã kết thúc cái sự kiện đấu giá S+ Victini. Thì nhìn chung ở các server đó là đợt này kém hot và rất là yên bình. Chủ yếu người chơi lấy Victini đợt này là để bổ trợ cho Prime Ngau hoặc là đi kèm với team lửa. Có những người chơi thì lại lên điểm hạng cao để lấy cái khung để sưu tầm, còn có những người gọi như là lấy Victini bởi vì nó có hệ lửa mà. Nó có thể làm phôi để các bạn có thể lên được Prime Ngau cũng vẫn được. Thì sau Victini đợt này sẽ là một s cộng rất là hot đó chính là zigade vừa một con vừa có thể hỗ trợ vừa có thể là phòng thủ rất là châu và sau zigade lại là Masadao nữa một con thuộc dạng tấn công đám rất là to và đi kèm với tim ma về sau thì do đó cái đợt này victini nếu mà lấy thì kết hợp với tim cũng rất là khó nếu bạn không chơi với tim lửa bởi vì chủ yếu là nó bổ trợ cho tim lửa là chính thế nên đợt này rất là nhiều người đã ém lại để chờ đợt sau hoặc là để tuần, tuần sau thôi là bản tiếng Anh nó sẽ có sự kiện đột à, vòng quay S+ -Cộng, Red Draw của cộng đó chính là Senia mấy cả gì vậy? Evento. Thì Senia là một S+ -Cộng chơi rất là lâu dài. Thì cũng là tích kim cương để đợt sau à, lấy Senia để chơi. Còn Victini đi đi đợt này thì kém à, hot rồi. Mặc dù là một con hệ lửa rất là hot, tuy nhiên là với khả năng hỗ trợ của nó thì kiểu dạng như là đi với team thuần lửa thì nó sẽ tối ưu hơn thôi. Do đó nhiều người chơi cũng đã bỏ qua đợt này. Tiếp đến là cái sự kiện là Noel của bản tiếng Anh này Bản tiếng Anh hiện tại là bây giờ còn lại một ngày nữa Tính ngày hôm nay nữa là hai ngày chẳng hạn Thì là đã lấy được hết tất cả các món đồ trong này rồi này Là level 10 Tính ra thì nếu các bạn mua Ở trong cái này cái Đây vẫn còn chưa mua cái Cái hộp quà Giáng sinh này Và chỉ có đi đánh ải thôi Thì có thể là Nếu các bạn đã chơi cái sự kiện Giáng sinh này năm sau chẳng hạn Nếu các bạn còn đam mê chơi game này thì nếu mà bỏ, qua khoảng tầm 2 ngày thôi và mua vẫn đầy đủ các cái gói quà Giáng sinh thì các bạn vẫn có thể đạt được nó là cái mốc 10 của cái trò chơi này bản tiếng Anh cũng đã có một đợt cập nhật rất là lớn ở trong đợt này cùng với bản tiếng Trung thứ nhất đó là về Zmu của nhiều S cộng đặc biệt là CLB ở bản tiếng Trung vừa được nâng cấp lên thì bản tiếng Anh cũng được nâng cấp ngay hôm đó luôn và đến Zmu cũng tương tự như vậy đã cập nhật của Zmu của CLB thì Zmu của CLB bây giờ 4 trên 8 nó cực kỳ là xịt luôn đó chính là hiệu ứng tham mắc của nó tức nghĩa là tem thời gian đặt lên đồng đội nào bây giờ thì là đồng đội đó mà là hệ siêu hoặc là hệ cỏ hoặc là dianga chẳng hạn thì sẽ được cộng thêm đến 25 giảm thương quá là ghê gớm luôn và ngay từ đầu trận đấu chẳng hạn thì CDB nó đặt ra là hiệu ứng tem thời gian cái là kháng tử ấy nên thêm một cho một đồng đội hệ siêu hoặc là hệ cỏ nữa thì nếu các bạn chơi lên được Zenmu của CDB thì vừa vào, vào trận đấu thì nó có thể đặt đến đầu tiên là chính nó là một và hai đồng đội nữa một là đồng đội mạnh nhất thứ hai đó là thêm một đồng đội hệ siêu hệ cỏ giúp cho nó được tạo ra được ba cái kháng tử hiện tại thì Celebi là một con có thể nói là lên 8 sao và Zmu là cực kỳ tốt đây là Victini này Victini chủ yếu là bộ skill hỗ trợ dành cho Raymond Gaudon là chính thôi các bạn nếu mà nuôi mạnh thì là bổ trợ nó nhiều hơn còn không thì là cho vào trong team thì vẫn có thể giúp cho Raymond Gaudon có thêm một lần kháng tử nữa thì với đội hình hiện tại bây giờ nếu mà người chơi mà chơi đi theo đội hình tim lửa thì các bạn sẽ dễ dàng thay Victini hơn. Còn với rất nhiều các top chẳng hạn thì việc thay Victini bây giờ cổ dạy cũng rất là khó bởi vì là có đang có đội hình kiểu dạy như là mạnh sẵn rồi. Và Brian Gordon bây giờ ở bản tiếng Anh nó cổ dạy cũng không phải là con để cân tim như ngày xưa nữa. Hồi trước thì kiểu dạng như là mình rất là hay kiểu mà một trận đấu của Raymond Gordon một mình nó có thể cân 6 được nhưng thời điểm đến thời điểm hiện tại bây giờ thì gọi là những s cộng mới được nâng cấp lên rất là nhiều nó rất là khó để có thể một mình raudon có thể kêu được cả team nữa thì bây giờ chẳng nghe lại lấy được victini xong chẳng nhẽ mình lại lấy một cái đội hình nào yếu yếu chẳng hạn xong rồi lại cho bộ đôi victini với cả raymond raudon ra trận xong rồi mình nói là tuyệt vời raymond raudon một mình cân 6 khi có victini chẳng hạn thì như thế nó cũng không đánh giá được đúng cái khả năng của nó bởi vì là bây giờ đội hình của họ nó có nhiều cái sự kết hợp hỗ trợ thân rất là nhiều rồi. Một Brian Gordon không thể nào mà đi kèm Victini mà bá đạo được nữa. Bản tiếng Anh bây giờ là rất nhiều bộ con S cộng với bộ skill nó mới, nó mạnh hơn rất là nhiều. Thế nên là làm một cái clip theo kiểu Victini đi bổ trợ Brian Gordon cân 6 bây giờ thì nó nhảm nhảm quá nên thôi, mình lại chỉ giới thiệu lại thôi. Thì Victini được này nếu bạn nào mà lấy thì cái tính cách của nó thì các bạn nên cộng tốc độ, đấy là theo ý kiến của mình và không trừ đi loại tấn công nào của nó mặc dù là nó sử dụng đòn tấn công đó là sp attack tuy nhiên là nó cũng hỗ trợ thêm song công cho những đồng đội khác do đó thì không nên trừ đi song công thì để nó, nó, hỗ trợ cả đôi luôn còn nếu mà tốc độ cao thì nó sẽ đi trước và lúc đó nó sẽ trở thành một con tăng theo kiểu mà nó biến thành một cái người ánh sáng ấy lúc đó thì tất cả các sát thương nhận vào sẽ miễn nhiễm bằng không luôn thì cái tốc độ của nó rất là quan trọng để đi khống chế cả hai địch cùng một lúc mà cái khống chế đó được gọi là không thể hóa giải được thì dưới ba con này thì ho -Oh nó sẽ tạo ra một cái trứng hồi sinh giúp cho Raymond Gordon còn uh, Victini thì nó sẽ bổ trợ thêm cái giáp lửa này xong rồi bổ trợ thêm cho một cái uh, song công song thủ này với cả cái uh, kháng tử được một lượt nữa thì team bây giờ chủ yếu là lấy Victini để bổ trợ cho Raymond Gordon là chính thôi còn về sau mà lại như là đội hình này đang thiên về theo kiểu mà phòng thủ phản công là chính còn nhưng mà tấn công thì vẫn đang yếu thì sắp tới bản tiếng Anh sẽ có một con Mega nó chính là Mega Blaziken một con bậc S Mega rất là mạnh và đi kẹp với cả tim lửa rất là tốt một con tấn công rất là cao đau thì lúc đó khi tim lửa nếu bạn nào đam mê chơi thì nó sẽ rất là mạnh ở trong thời điểm đó thì sắp tới bản tiếng anh này sẽ có sự kiện đấu giá của S cộng Zigade rồi thì mình lại tiếp tục làm về con đó con đó thì chắc chắn là nó sẽ chơi trong một khoảng thời gian rất là dài trong bộ ba XYZ rồi một con thủ cũng sẽ rất là trâu khi ở 8 sao thì đợt đó chắc là sự kiện đấu giá nó cũng sẽ hot hơn nếu bạn nào đã hay xem cái clip của mình giới thiệu về Prime Gordon và Victini chẳng hạn thì các bạn sẽ thấy rất quen thuộc cái team như này. Đó là một cái team mà mình hay lấy ví dụ theo kiểu mà một mình con Prime Gordon của mình cân cả team bên kia một cách rất là dễ dàng. Nhưng mà đến thời điểm bây giờ theo kiểu mà S+ cộng được nâng cấp lên rất là nhiều. Ziachi này hay là DNA này chẳng hạn. Nhất là Ziachi lại bây giờ nó có thể tạo được cái khiên cho toàn bộ team của đồng đội. Khi mà nó được một kiểu dạng như là một cái star width đó là ba cái loại yếu ước của nó nó được nâng cấp lên rất là nhiều thì đến thời điểm như thế này thì diamond um, Gordon của mình uh, lấy theo kiểu mà một cái clip một cân sáu là hoàn toàn không thể thể có được nữa thì như các bạn thấy đó là Victim đã chết này thì nó sẽ tạo ra hiệu ứng áo giáp lửa dành riêng cho diamond Gordon của mình giúp cho nó phòng thủ châu hơn này có thể hồi máu được này và phản đam được nữa này tuy nhiên là cũng không đáng là gì so với hồi trước còn với hộ ô thì nó sẽ tạo ra được một cái quả trứng hồi sinh dành cho con Brian Gordon nó tiến vào trạng thái trái tim nóng chảy rất là nhanh hồi trước thì là bên kia nó sẽ bị nổ đam chết nhanh dã man nhưng bây giờ cái tim nó bây giờ chắc chắn hơn rất là nhiều một phần là do Jichi thì khiên rất là nhiều do đó cái trái tim nóng chảy này của Brian Gordon phản đam nổ bom nó cũng không còn là quá đáng sợ nữa bên kia vẫn còn kiểu như là rất đầy máu và còn thêm cả khiên nữa khiên thì là nhờ con Man men metal với cả Gia Chi rồi này hồi máu lại nhờ con dianga này thế nên là cái việc là clip một cân sáu của brian Gordon ở thời điểm này ở bản tiếng anh bản tiếng trung cực kỳ là khó luôn và nó cũng dần chết rồi đấy rất là đáng tiếc cho một thời huy hoàng của brian gaudon các bạn thấy nó hết máu rồi nhưng mà nó vẫn đang như vẫn sống sót được đó chính là cái cái kháng tử của Victini dành cho Brian Gordon trong vòng một lượt này thì đó chính là những cái hiệu quả của Victini đem lại cho Brian Gordon xong trận đấu coi như là ngã ngũ rồi một thời huy hoàng bây giờ các S cộng ở bản tiếng Anh lẫn cả bản tiếng Trung nó được nâng cấp lên rất là nhiều nó mạnh hơn rất là nhiều so với hồi xưa rồi với một đội hình như thế này xem có 3 triệu 7 được chiến thôi vẫn lại lại cái bộ ba như thế này chẳng hạn để xem xem Raymond Gordon nó còn thể hiện được cùng với cả Victini nữa hay không bên kia là đam mê theo kiểu team siêu Luala này, Son Galeo này, tất cả đều là hệ siêu hết thôi. Thì với đội hình này yếu hơn, đội hình kia là 5 triệu được chiến. Còn Brian Gordon mình là có triệu 2. Thì nó cũng không gắt được như cái đội hình bên kia. Thì để tua nhanh vậy. Để xem là nó cầm cự ở trong bao lâu? Victini đã chết rồi này. Nhưng mà không nhận được hiệu hiệu dậy. Cái hiệu ứng áo giáp lửa của con Victini. Đó chính là con Lulala bên kia nó đã chặn hiệu ứng nhận được hiệu ứng búp của những con khác. Thì các bạn thấy đó là Victini nó đã không nhận không tạo được cái búp dành cho Diamond Gaodon rồi. chung là team về sau mà dựa vào chỉ một hai con giống như thế này bổ trợ cho một con S nó rất là khó vẫn phải nuôi đều đủ 6 con kết hợp trong team như vậy thì nó mới ổn hơn rất là nhiều nhưng mà Brian Gordon thì về sau các bạn vẫn có thể chơi được kèm với cả team của Mega TNC bởi vì là Mega TNC chỉ cần thêm hai con nữa thôi hệ đất hoặc đá trong đó đất thì là Brian Gordon còn đá thì nó chính là Shiny Mega Tiranita chứ không cần thiết là phải có thêm một con hệ tiên nữa Rồi nếu các bạn có con hệ tiên nữa thì là cũng được như thế này chẳng hạn thì cũng vẫn ok vẫn kích được cái nội tại của con Mega TNC còn nếu các bạn muốn kích thêm cái nội tại của Shiny Mega Tyranita nữa là các bạn chỉ cần nó là một con hệ đá và hệ đất nữa là xong thì đó chính là bộ ba rồi dạy như là bổ trợ lẫn nhau rất là tốt còn nếu bạn mà không chơi được con uh, Gaudon này chẳng hạn thì các bạn có thể chơi Gigade sắp tới cũng là một con bổ trợ cho team tiên và hệ đất đá này cũng rất là tốt này và con thủ cũng rất là trâu rất là nhiều hiệu ứng bất lợi lên địch thì sau Zigade lại đến con um, Masadao rồi này Masadao xong rồi đến Manafi này thì có khả năng cao như đâu bản tiếng Việt tiếng Anh mà cứ giúp ngắn như thế này không chơi lắc kỹ ác ấy thì đến tầm chắc là cuối tháng 3 Raymond Gio sẽ ra mắt cùng một lúc với bản tiếng uh, chung coi như là cái kỷ niệm cái sự kiện sinh nhật uh, game 3 tuổi chẳng hạn lúc đó thì bản tiếng trung nó sẽ ra sự kiện à, lấy es uh, tiếp theo khả năng cao là mega mutual thì đó là những bước tiến sắp tới của bản tiếng anh này ba con này ba con này đều cần dành cho team hơn là victini do đó victini này là kém nó cũng vì vậy bởi vì đợt này là victini cũng rất là ít người build mạnh để thấy được cái sức mạnh của nó chẳng hạn nó thực chất là cũng chỉ là một con hỗ trợ thôi không phải sát thương quá cao bổ trợ dành cho team lửa là chính với rất là nhiều hiệu ứng có lợi tuy nhiên là nhiều người có hướng đi khác rồi và hướng đi lâu dài hơn thì victini nó cũng không được ưa chuộng cho lắm thì cũng khó có các clip kiểu dạng như là thấy cái sức mạnh của nó nhưng mà mình nghĩ là solo của nó cũng sẽ rất là tốt nếu các bạn trang bị táo chẳng hạn còn đợt này thì mình chỉ giới thiệu lại một chút về victini thôi cảm ơn các bạn đã xem qua clip